Trong chương trình hôm nay, tôi cười, tôi lạnh cóng, trời nắng nhưng nhiệt độ là âm 20 độ C. Và không ngừng ngạc nhiên, tôi đang bay nhào lộn này. Thoạt nhìn, nghề phi công có vẻ như là một giấc mơ lãng mạn của con người về khả năng bay lượn trên bầu trời. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là một nghề nguy hiểm. Phi công phải có sức khỏe tuyệt vời và rèn luyện thành thục nhiều kỹ năng. Chỉ riêng việc đưa một chiếc máy bay lên bầu trời đã cần phải có sự tham gia của hàng nghìn nhân viên kỹ thuật trên mặt đất. Không quân Nga hiện vận hành trên 10 loại máy bay khác nhau với 30 biến thể của chúng. Những chiếc máy bay này có tính năng khác nhau, do đó việc huấn luyện phi công cũng yêu cầu những bài tập rất khác nhau. Vậy mà hầu như tất cả họ đều phải quen với một loại máy bay, chiếc Yak 130. Loại máy bay huấn luyện chiến đấu này có khả năng mô phỏng tính năng của tất cả các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thế hệ thứ năm. Chiếc Yak 130 có thể tiến hành các nhiệm vụ chiến đấu, sử dụng vũ khí có điều khiển cũng như không điều khiển, chống lại tất cả các mục tiêu trên không và trên mặt đất. Phi công phải coi chiếc máy bay của họ như một sinh vật sống. Do đó, trước khi tôi thực hiện một chuyến bay trên chiếc máy bay này, tôi phải kết bạn với nó, với sự giúp đỡ của những người đã dạy nó bay. Người đã được phong danh hiệu anh hùng nước Nga, Oleg Kononenko. Xin chào Oleg. Oleg, hãy nói cho tôi biết cậu nhóc này có khả năng gì đặc biệt. Đây là loại máy bay đầu tiên được thiết kế thời hậu Xô Viết. Chúng tôi đã cố gắng để nó có khả năng bay hoàn hảo cả với tốc độ cao và thấp, ở độ cao lớn hay nhỏ. Ý anh là làm điều không tưởng? Đại ý là vậy. Chúng tôi quyết định không tính đến chuyện bay siêu âm. Tuy nhiên, chiếc máy bay này có thể thực hiện tất cả các loại nhiệm vụ với tốc độ cận âm. Hình dạng thuôn dài của nó cho phép nó bay nhanh hơn, trong khi phần mũi sẽ khiến nó bay chậm hơn. Nó có thể bổ nhào tấn công ở góc rộng, cho phép máy bay bay chậm hơn. Với lý do an toàn, chúng tôi cũng thiết kế chiếc máy bay này mang hai động cơ để yên tâm hơn khi bay. Vậy là chiếc máy bay này có thể bay chỉ với một động cơ, hoàn toàn tự nhiên. Chiếc máy bay này có thể bay khi tắt một bên động cơ, chỉ cần anh nâng công suất động cơ lên cao một chút. Ở đây là một khẩu pháo GSH-23 hai nòng. Pháo hàng không GSH-23 bắn đạn cỡ 23 ly với tốc độ lên tới 4.000 phát mỗi phút. Tầm bắn tối đa của nó là 2 km. Ở đây anh cũng có thể thấy các loại bom 500 và 250 kg và mấy quả bom 50 kg nữa. Tất cả chúng là mô hình tỷ lệ thực. Và cả rocket không điều khiển SP-3 nữa. Là loại không đối đất à? Chính xác là loại không đối đất. Rocket không điều khiển SP-3 có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu trên mặt đất và trên không. Nhờ trang bị đầu đạn cực mạnh, loại rocket này có thể phá hủy mục tiêu nằm sâu đến 3 mét dưới mặt đất. Tiếp theo là tên lửa không đối không R-73. Nó là tên lửa có điều khiển à? Nó là tên lửa có điều khiển được dùng để bắn hạ máy bay đối phương. Tên lửa R-73 có tầm bắn 40 km, có khả năng bắn trúng máy bay đối phương ngay cả khi máy bay đang thao diễn ở gia tốc lớn. Như tôi thấy thì đây là bình nhiên liệu phụ đúng không? Anh đúng đấy. Những bình nhiên liệu phụ này cho phép mở rộng tầm tác chiến khi chúng tôi sử dụng một số cấu hình vũ khí đặc biệt. Với các bình nhiên liệu phụ, chiếc Yak 130 có thể bay với vận tốc 700 km một giờ trong 3 giờ liền. Do đó, chiếc máy bay có thể dễ dàng vượt cự ly tới hơn 2.000 km mà không cần tiếp liệu. Ở đây chúng tôi có một chiếc thang nhỏ được sử dụng để treo vào buồng lái. Cứ tự nhiên đi. Chân phải trước, trái sau. Sau đó là chân phải. Phải, trái.
Đầu tiên, ở đây có 3 màn hình được sử dụng để quản lý toàn bộ các chức năng trên máy bay. Hệ thống hiển thị điện tử của máy bay dựa vào 3 màn hình LCD đa chức năng điện tử. Với chúng, bạn có thể biết được mọi thông tin chiến thuật hay định vị. Phi công có thể tự chọn những thông tin cần thiết hiển thị trên màn hình theo ý mình. Và ngay cả khi màn hình có sự cố, trường hợp vốn rất khó xảy ra, thì thông tin vẫn có thể hiển thị trên màn hình HUD trước mặt phi công. Phi công sẽ nhận đủ thông tin để có thể quay trở về sân bay và hạ cánh. Ở đây còn có kính ngắm như anh thấy, và ở đây là các thiết bị điều khiển bay và hệ thống đo cao, thêm cần chỉnh động cơ công suất nữa. Nói chung toàn bộ chỉ có thế. Buồng lái trông không quá hiện đại nhưng tất cả đều dễ sử dụng, thậm chí với cả các phi công nghiệp dư. Quan trọng hơn, tất cả chúng là sản phẩm nội địa, có thể nói là tôi rất hài lòng. Bất kỳ một chiếc máy bay nào đều có cấu tạo từ một lượng khổng lồ các linh kiện, là kết quả nỗ lực của hàng nghìn con người trên khắp nước Nga. Hiện giờ chúng tôi đang ở thành phố Irkutsk, tại nhà máy sản xuất máy bay hiện đại nhất nước Nga, nơi ý tưởng và giấc mơ bay lên bầu trời của các kỹ sư trở thành hiện thực. Cốt lõi của một chiếc máy bay chính là khung thân của nó. Nó gồm có phần thân và bề mặt nâng. Chiếc Yak-130 được cấu tạo là một loại máy bay một tầng cánh trung bình cơ bản với cánh hình thang. Chiếc máy bay này được chế tạo bằng hợp kim nhôm Mage Liti cường độ cao. Những chi tiết cấu trúc của máy bay không bao giờ làm bằng composite vì loại vật liệu này không đủ độ bền. Các thiết bị cơ bản, động cơ và tất cả các thiết bị điện tử được đặt trong thân máy bay. Nó bao gồm 3 phần, đuôi máy bay, phần thân trung tâm và phần mũi, thường được các chuyên gia gọi là jambong. Cánh đuôi và cánh ổn định máy bay được gắn với thân. Khung thân máy bay đã sẵn sàng. Giờ là lúc chuyển qua công đoạn lắp đặt cuối cùng. Trong xưởng này, các kỹ sư sẽ lắp đặt buồng lái, động cơ và bánh đỡ. Họ sẽ lắp hệ thống nhiên liệu, các thiết bị liên lạc điện tử và một hệ thống phát điện dự phòng sẽ cung cấp điện cho các thiết bị và khởi động động cơ mà không cần đến máy phát điện trên mặt đất. Thêm nữa, chiếc máy bay này còn có một máy sản xuất oxy hoạt động độc lập. Sau khi máy bay rời phân xưởng lắp đặt cuối cùng, nó sẽ phải hoàn thành một loạt các bài thử nghiệm trước khi bay. Các kỹ sư sẽ kiểm tra khả năng hoạt động của động cơ, hệ thống nhiên liệu, kiểm tra rò rỉ. Họ cũng lắp ghế phóng và thuốc phóng ghế vào trong buồng lái. Chỉ sau những bước như vậy, chiếc máy bay mới được phép bay lên trời. Tất cả các bài kiểm tra trước bay đều được thực hiện bởi các chuyên gia của phòng kiểm tra bay. Họ sẽ thiết kế bài kiểm tra tất cả các hệ thống và chạy chúng trong chế độ hoạt động hết công suất. Nhưng đầu tiên, họ sẽ phải thiết lập ghế phóng khẩn cấp cho phi công. Rất nhiều người mắc bệnh sợ bay. Nỗi sợ của họ có thể được giải thích rằng khi có sự cố xảy ra thì hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Tuy nhiên, điều đó sẽ khác trên máy bay chiến đấu. Thiết bị bảo hộ cho phi công trong chiếc Yak-130 là ghế phóng K-36 với nhiệm vụ giúp các phi công sống sót. Ghế phóng K-36 sẽ giúp các phi công sống sót trong nhiều điều kiện tốc độ và độ cao. Nó được trang bị một động cơ tên lửa và các động cơ điều hướng cho phép phi công có thể phóng từ nhiều hướng khác nhau. Nó cũng giúp họ thoát khỏi buồng lái ngay cả khi máy bay đang bay ngửa. Bây giờ khi chiếc máy bay đã được trang bị đầy đủ, việc căn chỉnh khẩu pháo GSH-23 là cần thiết. Công việc này nhằm mục đích chỉnh pháo và xem xét các thiết bị hoạt động ra sao trước chấn động do việc bắn pháo gây ra. Giờ tôi đang ngồi ở vị trí phi công số 2 và chuẩn bị bắn một mục tiêu được làm bằng gỗ dán phủ ngoài khúc gỗ. Bắn! Первый
Viên đạn đầu tiên trúng ngay tâm, nhưng sau phát bắn đầu tiên, độ chính xác của phát đạn thứ hai đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc này là bình thường với lần bắn đầu tiên. Điều quan trọng là nhiều phát đạn đã trúng vào trong vòng tròn màu. Vậy là 20 phát bắn đã kết thúc với tốc độ kinh hoàng. Cảm giác như mọi thứ chỉ diễn ra trong nửa giây và đạn đã bay hết vào đống gỗ. Không có thiết bị nào của chúng tôi bị thiệt hại khi quay đoạn phim này. Cơ số đạn nạp trước đã bắn xong. Giờ là lúc xem các thiết bị điện tử có chịu được chấn động hay không. Các kỹ sư sẽ kết nối nó với hệ thống hỗ trợ và điều khiển, xác nhận lại khả năng hoạt động của chúng và chỉnh lỗi nếu có. Ở bước kiểm tra cuối cùng trước khi bay, khả năng hoạt động của động cơ và tất cả các thiết bị trên máy bay đều được kiểm tra kỹ. Chiếc Yak 130 rất đặc biệt, người vận hành chỉ cần khởi động quy trình và tất cả các bài kiểm tra đều được máy bay tự thực hiện. Bắt đầu! Một trong những điểm cộng cho máy bay Yak 130 là các động cơ túc bin phản lực của nó. Nó có công suất lớn, với lực đẩy lên tới 2.500 kg cho mỗi động cơ, nhưng lại tiêu tốn ít nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là phi công của chúng ta sẽ được huấn luyện nhiều hơn. Chỉ sau vài giây và lăn bánh vài trăm mét trên đường băng, chiếc máy bay đã tách khỏi mặt đất. Chuyến bay đầu tiên bao giờ cũng là một sự kiện rất quan trọng và phấn khích. Ngày hôm nay có thể gọi là ngày sinh nhật của chiếc máy bay này. Sau tất cả các bài thử nghiệm trên cả mặt đất và bầu trời, họ sẽ sơn máy bay và vẽ lên nó huy hiệu của lực lượng không quân Nga. Và giờ, chiếc máy bay sẽ được biên chế cho các đơn vị huấn luyện, nơi các học viên sẽ trở thành phi công. Giờ chúng ta sẽ khởi động động cơ. Khởi động mặt đất à? Khởi động. Động cơ làm việc tốt. Chỉ sau vài giây nữa là chúng ta sẽ bay lên trời. Tôi đang ngồi ở vị trí phi công của một chiếc máy bay chiến đấu hiện đại. Anh đang ngồi ở ghế đầu đấy, Dimitri. Tôi đang ngồi ở vị trí ghế đầu của phi công. Hãy điều khiển máy bay chạy với hai bàn đạp dưới chân. Ngay bây giờ chúng ta sẽ chạy thẳng, mà tôi cũng có thể rẽ sang trái hoặc sang phải một chút. Nó giống hệt như là lái xe ô tô đồ chơi trẻ em vậy. Chúng ta đang tới đường băng cất cánh rồi. Có một chiếc Yak 130 cất cánh phía trước chúng tôi. Anh hùng nước Nga Roman Taskev, phó giám đốc của công ty Yakovlev và là một phi công kỳ cựu đã nghỉ hưu, và Andrei Voropaev, một phi công thử nghiệm cao cấp.
khả năng tăng tốc ấn tượng thật. Không có chiếc Ferrari hay Lamborghini nào có thể sánh được với nó. Trước khi cất cánh, chiếc máy bay này sẽ chạy 500m đường băng trong 15 giây và đạt vận tốc 240 km/h. Cất cánh. Xung quanh chúng tôi thật đẹp, việc cất cánh nhanh như chớp vậy. Tuy nhiên, khi đã lên trời thì bạn sẽ mất dần cảm giác về tốc độ. Chúng tôi đang bay lượn nhẹ nhàng trên bầu trời thị trấn Zhukovsky. Thật tuyệt vời. C-27, tôi đang bay ở phía bên trái anh đây. Tốc độ của anh là bao nhiêu thế? 380. Ở độ cao 1.000m, chúng tôi đã gặp chiếc máy bay thứ hai. Các phi công này đang thực hiện một bài thử nghiệm trên trời, nhưng họ cũng đồng ý ghép đội với chúng tôi. Roman Taskaev thậm chí đã trở thành quay phim của chúng tôi trong suốt chuyến bay. Quan sát thấy họ bên phải rồi chứ, Dimitri? Rồi, tuyệt hảo. Chúng ta đang bay rất gần nhau. Độ chính xác cực kỳ cao. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng là anh hùng nước Nga lái máy bay. Sau khi chúng tôi đã tách ra. Wow, thật là thích. Thế đấy, máy bay đội hình đã kết thúc. Chúng tôi đã bay vượt qua mây. Giờ chúng tôi đang ở độ cao 2 km. Thời tiết rất khá, trời trong như mọi khi. Sẵn sàng rồi chứ, Dimitri? Vâng, giờ thì anh cầm lái đi. Rẽ trái, rẽ phải hay lộn vòng tùy anh chọn. Đừng leo cao nhé, được không? Nào, lái đi. Wow, tôi đã bay lộn nhào đấy các bạn. Chính tay tôi lái đấy. Bay lộn nhào là kỹ thuật đơn giản trên không. Với kỹ thuật này, máy bay thực hiện một động tác quay hoàn hảo quanh trục dọc thân trong khi vẫn duy trì đường bay. Nó giống như là chúng tôi đang khoan vào không khí vậy. Wow! Thế tôi thế nào, Oleg? Anh khá đấy. Giờ rẽ phải một chút, rẽ phải. Ồ, khá đấy. Chiếc Yak-130 được thiết kế để huấn luyện các phi công trong tương lai. Vì thế, nó có một hệ thống an toàn đa chức năng. Một trong số các chức năng đó chính là tính năng đưa máy bay về trạng thái bay bằng ngay lập tức. Giờ chúng tôi đã đưa máy bay về trạng thái bay bằng. Đấy, giả sử như chúng tôi hãy leo cao một chút. Giờ nếu chúng tôi mất điều khiển, tôi sẽ kích hoạt hệ thống bay bằng tự động. Nghĩa là chiếc máy bay sẽ tự mình làm mọi việc. Đúng thế. Tự làm điều đó với động tác bổ nhào xem. Autopilot disengaged. Khi máy bay ở vị trí mất ổn định, tôi sẽ kích hoạt chế độ này. Và chúng ta lại được đưa về chế độ bay bằng. Thật tuyệt. Vậy thì việc điều khiển máy bay đến trạng thái tới hạn là không thể rồi. Máy tính trong máy bay sẽ suy nghĩ và quyết định mọi thứ cho chúng tôi. Để trình diễn khả năng tự lấy lại thăng bằng của máy bay, chúng tôi cho máy bay leo cao đến độ cao 9.500m để cho máy bay thất tốc và quay vòng. Adrenaline của tôi bắt đầu sôi lên rồi đấy. Góc leo cao 45 độ, đã thất tốc. Giờ chúng ta đang rơi xuống về phía trái. Máy bay quay vòng và rơi xuống về phía trái. Đang lấy lại thăng bằng. Nó tự động đấy. Bật chế độ tự cân bằng và mọi thứ lại trở lại về trạng thái bình thường. Giờ chúng ta sẽ chuyển về chế độ người điều khiển. Đây là chiếc máy bay an toàn nhất thế giới đấy anh bạn. Không hề khoa trương, sau hai vòng xoay, chúng tôi đã được máy bay đưa về trạng thái bay bằng mà không phải nhấn bất kỳ một nút nào. Giờ chúng ta sẽ thực hiện vài động tác trình diễn, nhớ chứ? Tôi nhớ mà. Và đầu tiên là động tác Immelmann. Anh phải làm một động tác lộn vòng cao.
Kéo cần lái nửa đường về phía người. Nào, nhanh hơn một chút, chút nữa. Được rồi. Wow. Giữ đến cuối cho đến khi nhìn thấy màu xanh lam. Ôi, được rồi đấy, thật tuyệt vời. Giờ chúng ta sẽ lượn vòng tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ rẽ phải, giữ vững độ cao và kéo cần. Đừng để lật máy bay, giữ ổn định phương ngang. Giờ gia tốc là khoảng 5G. Có quá sức chịu đựng của anh không, Dima? Không, nó ổn, tốt. Đây là lần đầu tiên một người dẫn chương trình truyền hình của Nga thực hiện động tác bay nhào lộn. Thật tuyệt vời, đó là những gì bạn chỉ có thể thấy trong chương trình của chúng tôi. Sẵn sàng chưa? Bay thôi. Đây là động tác lượn vòng Nesterov. Động tác lượn vòng Nesterov, hay còn gọi là lượn vòng chết người. Nó được đặt tên vậy bởi vì chưa từng có người nào thực hiện nó cho đến khi phi công Piotr Nesterov thực hiện, tạo nên khởi đầu của kỷ nguyên bay nhào lộn. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao các phi công yêu thích bầu trời đến thế rồi. Thật là không thể cưỡng lại được tình yêu với nó. Quả là đáng công khi học bay tại đây và gia nhập lực lượng không quân. Thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, độ an toàn bay hay khả năng bay thao diễn không phải là tất cả những gì máy bay Yak-130 có thể làm. Nhờ vào hệ thống tái lập chương trình từ xa, chiếc máy bay nhỏ này có thể mô phỏng nhiều loại máy bay khác nhau, từ máy bay cường kích hạng nhẹ cho đến máy bay ném bom hạng nặng. Chú ý này, tôi đã chuyển chế độ sang một loại máy bay hạng nặng cho anh. Hãy thử và cảm nhận xem cảm giác lái một chiếc máy bay cường kích như Su-24 nhé. Từ rẽ trái xem. Vâng, cần lái đã bớt nhẹ hơn. Đây là tính năng chính của máy bay Yak-130. Bạn có thể huấn luyện phi công của bất kỳ loại máy bay nào với nó. Ngay bây giờ, hệ thống tái giả lập của chúng tôi đang chạy trong chế độ của máy bay ném bom Su-24. Tôi đã cảm giác chiếc máy bay bay chậm hơn và nặng nề hơn. Rẽ góc 120 độ, Dima. Được rồi, tốt, anh sẽ tự bay nhé, tôi chỉ định hướng cho anh thôi. Cuối cùng thì lực 5G và các tác động nhào lộn đã có tác dụng. Hệ thống tiền đình của tôi đã nổi giận với việc thay đổi thăng bằng liên tục và đòi nghỉ. Thực ra, chính xác hơn là tôi yêu cầu được nghỉ. Oleg Olegovic, tôi nghe đây, chúng ta hãy nghỉ một chút đi, tôi cảm thấy không ổn. Được rồi, bay bằng nhé. Một điều tôi có thể nói, các bạn của tôi, bạn phải có một thể lực cực kỳ tốt nếu bạn muốn trở thành phi công. Bạn phải huấn luyện thật lâu và có quyết tâm sắt đá để bay trong mọi nghịch cảnh. Ngoài khả năng huấn luyện phi công, chiếc Yak-130 còn có chế độ huấn luyện chiến đấu. Khi đó, nó sẽ sẵn sàng với mọi loại nhiệm vụ tác chiến. Bài tập sẽ diễn ra trên chuyến bay thật, dù cho mục tiêu và bom đạn là giả lập. Mục tiêu xuất hiện. Khi chế độ huấn luyện chiến đấu được bật, các mục tiêu giả lập sẽ xuất hiện và tính chất của nó sẽ hiển thị trên màn hình trước mặt phi công. Chạy đấu cho thoát. Phi công sẽ chọn vũ khí, trong trường hợp của tôi là pháo GSH-23. Tiếp cận. Đấy, thấy chưa, mục tiêu đã ở gần hơn. Phi công chỉ cần theo mục tiêu, khó bắn và bóp cò. Sẵn sàng bắn, nào, nó thoát rồi. Nhưng anh hiểu nguyên lý của hệ thống này rồi chứ, Dimoka? Vâng, tôi hiểu rồi. Kết quả bắn được phân tích bằng một hệ thống kiểm soát nhiệm vụ. Hệ thống này sẽ giúp đánh giá lại bài tập và giúp nó hiệu quả nhất có thể. Nhưng điều quan trọng nhất là bài tập này không cần đến đạn thật, vốn rất đắt tiền. Sáu trăm, phát hiện mục tiêu. Đang có diều lượn bay ở đâu đó cản trở chúng ta. Hệ thống an toàn cho phép chúng tôi thiết lập độ cao tối thiểu. Ngay cả khi bạn mất tập trung vì lý do nào đó và bắt đầu bổ nhào, thì hệ thống này cũng ngăn cản việc bạn bổ nhào quá thấp. Đáng sợ phải không? Vâng, rất đáng sợ. Không vấn đề gì, lại bay bằng thôi. Mm-hmm.
Thời gian bay bị hạn chế bởi lượng nhiên liệu mang theo. Vì thế, chúng tôi hạ thấp độ cao xuống đường băng. Khi tập kỹ năng hạ cánh giả, chiếc máy bay sẽ bay thấp nhất có thể. Nhưng không hạ cánh, chỉ bay theo một đường thẳng khá là nhàm chán. Anh thành thạo cả rồi đấy, đi mà, rất khá. Cảm ơn. Chỉ cần tập trung chút nữa trong thiết bị mô phỏng là anh có thể bay một mình rồi. Các hạ cánh đã mở và cố định. Được rồi. Bay bay tập không thể kết thúc nếu tôi chưa thử hạ cánh. Tất cả các quy trình đều được tiến hành như hạ cánh thật. Càng hạ cánh được hạ xuống, cánh gió được dựng lên và phanh gió mở ra. Tuy nhiên, máy bay không chạm được băng. Chúng ta đang bay ở độ cao 3 mét. Giờ leo cao và bay thoát ly đi. Bài tập bay của tôi kết thúc, quyền điều khiển máy bay lại trở về tay Oleg Olekovic và anh ta cho máy bay hạ cánh. Bạn không thể so sánh 1 giờ trên bầu trời với khoảng thời gian đó ở dưới mặt đất được. Chiếc Yak 130 cho phép những phi công tương lai không chỉ huấn luyện kỹ năng bay mà còn tập các bài tập chiến đấu. Đó là những thứ bạn không thể có được trong lớp học mà chỉ giành được trên bầu trời.